Rồi. Lên sông Vân nha. Quá đỉnh luôn cái cây xe. Các bạn thấy xe không nè, cái bánh nhỏ xíu luôn phải không? Chạy luôn, phải nói là phải 200 cái số giờ luôn á. Rồi xin chào các bạn nha, hôm nay lên test thử con tần mét 2 các bạn, bụng bự nha, mét 2 tầng 2 cấp quan nha. Bộ đôi này mới hôm nay mưa quá trời, nay mới có gió nè. Mỏ này gió đẹp nè. Đó, mưa tầm tã bão luôn, nay mới có ngày nay đẹp gió nè. Đó là tự này nha. Trên trời hiện giờ cũng có mấy con các bạn. Giờ cũng có mấy con giờ 6 với 2 giờ 6 1 giờ tầm nha. Rồi giờ mình test cái này rồi các bạn. Rồi buổi chiều tại sân bánh Mọc Cà Nam các bạn. Buổi chiều tại sân bánh Mọc Cà Nam. Đây. Đây có mấy fan nè nó. Có mấy fan nè. Đó. Có nhiều mắc kẹt cây rồi. Gà lúc xưa này mà phóng các bạn. Canh ngay thôi, canh ngay, canh này cầm cầm dưới này, đừng bấm đụng nút mà thấy mấy nút đỏ đỏ là còn á. Chưa? Rồi. Rồi. Kỳ quá. Dân kia kỳ quá các bạn ơi. Lên mà cần dân kêu nghe kỳ quá. Nó sửa cần dân lại mới được. Nó cần dân kêu ghé 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 kêu ghé ghé. Kêu ghé ghé. Đó, lên vừa tầm lên nha, rất đậm. Hiện giờ là 4 con. À, 4 con các bạn. Này gió đẹp quá. Kỳ quá kỳ. Bốn con. Nên cứng không? Không được chứ. Nó thật cầm. Nó thả nữa, thả hết dây, thả dây cao cao một chút. Dây này hơi nặng quá. Dây này nó bự quá. Cái dây này thả nhiều 2m5 mà nó thả 1m2 mà. Nó lên luôn không nổi. Giang bên căng thẳng quá kêu không ngực. Thả lại cao cao. Phơi dây luôn, nặng quá dây hổm ướt nặng nữa. Chưa phơi dây nữa. Ừ, thả lại. Thả lại cao lên. Hết gió hả? Thả lại đi. Rồi, nay mình vừa rình mình mới mua các bạn. Bây giờ này là vừa 2 mét, cái nhóc nhỏ bán nhưng mà nó gãy bị mất cái đuôi rồi. À, bây giờ mình chế lại làm đuôi giá thử cho nó lên không nha. Hả? Chú hả? Gì mình được chú không? Đâu? Chơi cầm được chưa? Con này 2 mét nha. Cú. Cây luôn. Mà con này là con đuôi cá, con đuôi cá mà nó không có đuôi cá mà chơi đuôi giấy thế nào? Hai gam nó vàng nó kêu căng quá luôn, căng quá. Đấy rồi, thử xi măng này nó lên được không? Cá mà qua đuôi giấy.
làm. Chế biến. Chế biến lại. Cho cái nút đỏ không chớp được. Hết chớp rồi. Hết quay. YouTube. Lên sông Vân nha. Sông Vân lên thành công rồi nha. Vô cho mình sửa cái lợn đu dây lên ha, cũng rất đậm. Sao quá. Đó, ra nhìn mình dưới đó, đu dây các bạn. Đấy là mình thả lợn đu dây lên, ngon lạnh đó. Xin chào các bạn nha. Xa xa đây mình thấy có một chiếc xe quá đẹp mà không biết ở hãng nước nào sản xuất rồi ta. Xa xa thấy cái đầu quá ngầu, cái đầu cái cuốn thì cũng ngẹt phải không? Cái này cũng ngẹt phải không? Cái đầu thiệt phải không? Hay là cái mẫu thiệt luôn á, xe hãng luôn. Nhãn thiệt luôn hả? Dạ. Quá trời dữ luôn. Phải không? Đời 2024 này các bạn, đó có kẹn luôn ha. Nè. Có hai cái kẹn luôn nè. Quá đỉnh luôn cái cây xe. Các bạn thấy xe không nè, cái bánh nhỏ xíu luôn đó không? Chạy luôn, phải nói là phải 200 cây số giờ luôn á. Bánh nhỏ xíu luôn. Đây là mình giờ mở từ trước nha. Hai cái kẹn trước bắt được mà được. Dạ được mà giờ chưa gắn mình nổ thôi hả? Chỉ giờ bóp thôi hả? Bóp. Bóp lớn không? Rồi bóp thử coi. Bó tới coi. Lớn mà, chứ mình hơi này. Ờ, giữ chưa? Quá dữ. Đó. Đây, dáng của em nó đây. Cầm lá cờ luôn. Đó, quay từ xa cái dáng của em nó nè, các bạn thấy không? Quá ngầu luôn. Đó.
Đó, ẹt này, ẹt thứ dữ nè nghe. Không đụng hàng, ở thế giới cái một chiếc duy nhất thôi. Đó, thấy không? Đây là có rổ để đồ luôn nè. À, rổ để đồ ha. Được chưa? Anh em nó giới thiệu cho anh em chiếc xe. Đó là chiếc xe. Nè. Có có điện thoại gắn lại ha, có định vị luôn. Rồi. Em bên Củ Chi qua đây hả? Dạ. Trời ơi giữ được cái xe độ có một. Đi chạy trên Sóc Trăng. Giữ cái ăn giữ cái. Đó, thấy đẹp. Xe quá đẹp mà. Tỉnh cái xe của anh đó. Công tứ thần trạng. Đó, cũng có chơi xe đạp nữa mà. D71 An Thạnh. À, giờ đổ bình hơi đó ngon lành này. Dạ có bình. T71 An Thạnh ha. Bình hơi giờ bình hơi để đâu? Công tứ trứ thân tặng bích đề ha. Nay em báo đến bích đề 71. Đụng ở đâu? Chích ở đó chà, cái câu này găng này nha. Đụng ở đâu? Chích ở đó chà, cái này cần dữ ha. Rồi cái này có tem bạn hữu đường xa đó nè. Còn đây Hữu Vinh đụng là núp. Quá đỉnh, quá dữ luôn. Nhưng mà chạy cái này không phải chạy xăng nha. Chạy bằng sức người. Đây là chạy sức người nha. Chạy bằng cơm. Đổ cơm hủ tiếu vô là chạy nước luôn á. Chạy bằng cơm nè đó. Chưa. Gắn cái vàng đề vô. Vàng đề 7 lít vô. Bình vàng đề 7 lít vô chạy. Đây là thì sở hữu của em này nè. Em tên gì? Dạ tên Liêm. Liêm ở đâu, quê đâu? Dạ ở Sanh Thế A. Thành Thế A dưới này hả? Dạ. Sáng kiến dữ ha. Đủ chiếc xe không đụng hàng luôn rồi. Một chiếc trên. Làm này hết bao nhiêu tiền? Dạ tự đổ nha. Tự đổ còn mấy cái này về là mua hay là sao? Dạ ông anh đưa. Đưa không? Dạ đưa về nhà tự đổ. Tự đổ lên dữ ha. Có đúng chiếc bên kia không? Duy nhất thế giới luôn, cái xe thế giới còn chiếc này. Quá dữ luôn. Đó. Ghê chưa? Ừ, ông làm sáng kiến đó, đó là quả sáng kiến luôn.